Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube cũng như là Facebook của công ty Nhạc Việt. Mình là Nguyên và hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn nút tính năng thứ hai trong nút setting, đó chính là Preferences. Và ở trong giao diện Preferences này các bạn sẽ có là tổng cộng là 3 cái tab nhỏ ở đây. Và cái tab đầu tiên đó chính là phần Style. Về giao diện này thì nó cho các bạn thay đổi những cái tham số hoặc mình cài đặt lên cái phần mình sử dụng. Hàng đầu tiên thì các bạn sẽ thấy là phần Slip này là mình sẽ chia bằng phím trên đàn nha các bạn. Khi các bạn đánh thì các bạn muốn chia bằng phím tay trái với tay phải như thế nào thì mình cứ bấm trực tiếp vào trên màn hình ở đây. Sau đó các bạn sẽ đánh bất kỳ một phím trên cái đàn của chúng ta. Ở đây mình sẽ đánh phím La 3. Rồi thì các bạn sẽ chia bằng phím cho các bạn là La 3. Hoặc các bạn muốn chia bằng phím các bạn có thể bấm vào cái chữ La 3 ở đây thì các bạn quay nó. Mình sẽ thay đổi hai cách nha các bạn, hoặc là các bạn bấm trực tiếp ở đây hoặc là các bạn bấm ở đây để thay đổi. Hàng thứ hai thì phần chế độ hợp âm. Ở chế độ hợp âm này thì các bạn có rất là nhiều chế độ. Ở đây là một ngón và một ngón tăng hoặc là bấm hợp âm ba ngón. Thì tùy theo mình thôi, các bạn muốn đánh hợp âm như thế nào thì mình sẽ chỉnh chế độ đó cho phù hợp với mình. Ở đây Nguyên sẽ chọn là Advanced cho những tính năng nâng cao của nó. Và tiếp đến là các bạn sẽ thấy phần Damper and Latch. Có nghĩa là khi các bạn đánh dấu check vào đây đó, các bạn đạp pedal khi các bạn đánh hợp âm đó thì nó sẽ không đổi được nha các bạn. Các bạn lưu ý nè, đạp pedal thì các bạn sẽ không đổi được hợp âm đến khi các bạn dở pedal ra. Và tính năng này thường một số bạn nó sẽ dễ bị dướng á, mình sẽ chưa quen sử dụng tính năng này thì mình tốt nhất các bạn nên ốp nó đi. Rồi tiếp đến là Memory Mode. Ở chế độ này là chế độ nhớ. Thì ở đây mặc định của nó thì nó sẽ nhớ cho các bạn là cái phần hợp âm và cái phần nền bên tay trái. Và tùy theo một số bạn, nếu các bạn mà không có muốn tiếng nền mà tiếng è đó thì các bạn nên chọn cho mình là cho thôi, bỏ đi cái phần lower. Rồi. Hoặc là các bạn muốn có đánh tiếng nền, tiếng phần tay trái, tiếng low của mình đó thì mình chọn cả hai. Khi đó các bạn bấm hợp âm xuống thì nó sẽ nhớ luôn cả hai bên và nó có một cái tiếng nền nhẹ nhẹ cho các bạn. Rất là tiện lợi. Rồi, tiếp đến bên đây các bạn sẽ thấy là Auto Fill Mode là chế độ bấm fill hay mặc định của cái đàn để cho chúng ta là Smart. Ngoài ra các bạn có thể chọn cho mình là Current Variation hoặc là Target Variation ha. Current này có nghĩa là khi các bạn ở trong Variation nào đó thì nó sẽ báo ngay cái fill ở Variation đó. Tương tự, ví dụ Nguyên đang ở Variation 4 thì nó sẽ báo fill của số 4. Còn nếu các bạn chỉnh chế độ là Target Fill đó, Target Variation đó thì các bạn bấm vào Variation nào thì nó sẽ báo fill tương tự. Nói hai cái nó sẽ khác nhau một chút nha các bạn. Ở trên Current Fill là nó sẽ báo vô cái fill hiện tại, Variation hiện tại của các bạn. Còn cái Target các bạn bấm Variation nào thì nó sẽ báo trống vào của cái Variation đó. Rồi tiếp đến là Style to keyboard set. Style to keyboard set này là khi các bạn đổi Variation này á thì nó sẽ thay đổi cái phần tiếng cho các bạn luôn. Ví dụ Nguyên ở Variation số 3, Nguyên bấm vào Variation số 4 thì nó sẽ chuyển cho mình tương tự là tiếng của keyboard set số 4. Rồi, ở đây thì nó cho mình hỏi chế độ nào để các bạn chọn. Thì ở đây nó có hai chế độ như là Net Measure và Immediate Case. Net Measure có nghĩa là sang cái hợp âm tiếp theo thì Net Measure là sang ô nhịp tiếp theo thì nó sẽ thay đổi cái tiếng cho các bạn. Còn ở Immediate Case có nghĩa là nó sẽ thay đổi tức thời. Tiếp đến là Velocity Control. Velocity Control này là thường nó sẽ để mặc định là ốp. Nếu các bạn nào muốn điều khiển bằng cái độ đánh mạnh nhẹ của tay trái thì các bạn có thể tùy chọn cho mình tính năng nó. Ví dụ Nguyên chọn tính năng là Fred hay đúng không? Và Nguyên chọn cái giá trị từ 001 cho đến là 127. Ở đây Nguyên sẽ chọn giá trị là 110. Với cái lực tay bên tay trái của Nguyên đánh là trên 110 thì nó sẽ ngắt cái đoạn nhạc đó ra cho mình. Giờ Nguyên sẽ ví dụ cho các bạn thử một cái đoạn đó ha. Đây nhẹ nhàng. Và mình sẽ bấm Red đây. Rồi các bạn sẽ thấy ha. Rồi Nguyên hoàn toàn không có bấm nút Red đó, nhưng mà khi mình đánh với một cái lực đủ mạnh thì nó sẽ có được cái tính năng này. Và tiếp đến là phần Bass and low-end Backing. Với tính năng này á, khi các bạn bấm vào nó thì các bạn bấm hợp âm thì nó sẽ lưu luôn cái phần tiếng bass và cái phần tiếng ấy cho các bạn. Các bạn nghe ha, một cái tiếng bass dài nè. Đó, khi các bạn tắt này đi á, thì các bạn bấm nó sẽ không có kêu. Rồi, tương tự như vậy phần ở dưới là phần Style Volume. Style Volume này thì cho các bạn chỉnh độ to, nhỏ có tiếng bass, bồ gõ và cái phần đệm. Tùy theo một số bạn mình muốn đánh theo cái mình setup tổng quan như thế nào á. Có thể mình muốn chỉnh cho bass nó vừa vừa thôi, hai phần kia có lớn lên thì mình vô đây mình chỉnh. Còn nếu mà các bạn nào mà mình để mặc định á, thì mình có thể để giữ nguyên cái 127 cho nó ra âm thanh nó đúng nhất, chuẩn nhất. Rồi tiếp đến là cái phần song. Song này thì cho các bạn hay mình có cái phần track về phần MIDI, và cái phần này mình sẽ bỏ qua tại thường đa phần các bạn mình sẽ ít sử dụng đến phần này. Tiếp đến là cái phần file. File này thì nó bấm vào đây thì nó có cho các bạn một bên là rotate. Rotate này các bạn đánh dấu tích vào trong cái phần cột disk. Thì khi đó thì nó sẽ bảo vệ cái phần mà ổ cứng của đàn của các bạn. Khi các bạn bấm bỏ dấu tích đó đi thì nó sẽ tắt đi chế độ phần bảo vệ. Và bên đây là cái phần hiển thị. Hiển thị này thì các bạn nếu mà các bạn bấm vô chữ Anno File đó thì một số cái file rác gì đó nó sẽ hiển thị lên. Còn nếu các bạn tắt đi cái phần này thì nó sẽ không đi hiển thị những file rác, nó chỉ hiển thị những cái file có liên quan đến cái đàn của các bạn thôi. Rồi, và như vậy là Nguyên đã giới thiệu cho các bạn xong cái phần thứ hai của setting, đó chính là Preferences. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo. Xin chào.